anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương vì và chữa lành cho các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo họ: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo họ: đem lại đây cho thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông, ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em tham dự thánh lễ trực tuyến hôm nay, nhà thờ Cao Xá dâng lễ dỗ cho linh hồn cha Cố Thông, linh hồn Du Xe là nguyên chánh xứ thuộc giáo xứ Cao Xá đây. Và trước khi về Cao Xá thì ngài cũng là cha xứ giáo xứ Thánh Tâm. Vì thế có lẽ chiều hôm nay nhà thờ Thánh Tâm cũng dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Cố. Và cha Cố khi đang dâng lễ vào buổi sáng thì ngài lên cơn mệt và gục xuống, và câu nói cuối cùng của cha Cố mà ông bà anh chị em Cao Xá nói lại cho con biết, câu nói cuối cùng của cha Cố trước khi chết đó là: xin ông bà cầu nguyện cho tôi được chết lành. Và ngài gục xuống rồi hôn mê rồi qua đời. Đây cũng là một cái ý rất là một cái hình ảnh đẹp cho tất cả chúng ta. Để con thì con cũng nghĩ là mỗi người cũng nên chuẩn bị một câu để mà khi chúng ta chết thì chúng ta kịp nói cái câu đó. Cũng có người thì bảo là hôm rồi thì cha dạy cái câu của Đức Giáo Hoàng: lạy Chúa Giêsu, lạy Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Câu này cũng được. À, nhưng mà cũng hơi dài đó, không biết lúc đó chúng ta có kịp nói không. Còn đối với con thì con cũng chuẩn bị cái câu là: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, cho nó ngắn. Câu này cũng là hay. Với con thì con thấy là cũng là, nếu mà Chúa gọi con thì cho con nói xong câu này: lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Chúa muốn làm gì thì Chúa làm ha. Hôm nay cầu nguyện cho cha Cố thì cha Cố thì chắc chắn là về với Chúa rồi. Thì cha Cố linh thiêng hiện diện trong lễ này để chúc phúc lành cho tất cả chúng con. Rồi, có 2 tâm tình con chia sẻ với cộng đoàn chiều hôm nay. Thì nó có cái tâm tình mà về cái tâm lý bệnh tật đó mà. Thì có nhiều người giáo xứ Cao Xá nói với con là: cha ơi, làm một cái thùng để trước cửa, để bà con xin lễ thì bỏ vào cái thùng đó. Thì con thấy cũng hay, thì con cũng làm một cái thùng để đó. Thì chiều nay lúc khoảng 2:30 thì là có một cái tiếng chuông, nhấn chuông thì con mới kéo màn ra thì thấy có một cái chị đó. Thì bảo, thì con mới nói ra, mình cũng không muốn tiếp xúc, bảo là: xin lễ phải không, xin lễ thì bỏ vào thùng. Thế là chị khóc, chị cứ khóc thôi. Thế là buộc thì con phải mở cửa ra. Mở cửa ra cái chị kéo khẩu trang xuống. Chị bảo: cha ơi, cha dâng lễ cầu nguyện cho con để con đừng có nhiễm Covid. Trời ơi, thì bỏ vào thùng được rồi. Mà lúc đấy thì nói thật sự thì chị kéo khẩu trang xuống, mà chị này thì chị cũng đi buôn bán ấy. Tôi cũng sợ mấy cái người buôn bán. Thế chị bảo, thế là bảo: thôi kéo khẩu trang lên, kéo khẩu trang lên. Chị bảo: người ta cứ bảo con là con bị nhiễm rồi ấy, vì con đi bán rau ngoài chợ, người ta cứ bảo con là con nhiễm rồi, chứ con nhiễm thì công an nó đã bắt con rồi. Thôi được rồi. Thế là nhận xong đi về. Thế là đóng cửa lại. Bắt đầu mình đã thấy ghê rồi. Cái cô này, cô ấy đi bỏ rau thì cũng hơi khiếp. À, xin lỗi chị để kể cho cộng đoàn nghe, cũng là chân thành thôi. Thế mà lúc ấy thấy chị lại quay trở lại nữa. Thì dĩ nhiên là con có cái màn gió thì con không biết. Lại bảo: cha ơi, bảo cái gì đấy, bảo em kéo màn ra bảo là: cha. Có cái gì nói đi, tôi nghe được rồi. Bảo: không, con muốn gặp cha. Chị lại khóc nữa. Mở cửa ra cái bảo: cha cho con lại cái bao thư đó đi. Bảo: sao? Bảo: con chưa có bỏ tiền vào. Bó tay cái bà này. Nhưng mà
con vào thì tự động con cũng thấy, cũng tự động cái cảm giác như mình muốn ho đấy. Thế cái tâm lý mà không cảm thấy của chị này, chị đi nhiều rồi không biết bà có nhiễm Covid hay không rồi lại nhiễm cho mình. cũng nghĩ như vậy. Thế mà lúc sau lại có một cú điện thoại: cha ơi, chiều nay cha dâng lễ cho cầu nguyện ngay cho con đấy nhá. Mà sao vậy con? Mà con đi xét nghiệm mà cái đứa đi trước con nó bị nhiễm, con ngồi chung phòng với nó. Cô này chắc cũng đang dâng lễ, đang dự lễ với chúng ta. Bảo có làm sao đâu, bảo nhưng mà cái phòng đó nó chật lắm, bây giờ con lo lắng quá. Rồi bảo thôi được rồi, chiều nay dâng lễ đi, cha cầu nguyện cho con được bình an. Một lúc nữa lại có một cô bảo: cha ơi, con bấn loạn. Bảo sao? Bảo cái con nhỏ Covid nó đi vô nhà con. Bảo Covid nào đi vô nhà con? Bảo cái con nhỏ đó là bạn của đứa em, bạn chồng con, nó đi vô nhà con nó nói chuyện mà bây giờ nó dương tính rồi, còn bấn loạn. Bảo thế thì nó có đeo khẩu trang không? Bảo con cũng không biết là nó có đeo khẩu trang hay không, bây giờ là con bấn loạn này. Bảo thôi được rồi, thì bây giờ thì cha biết dạy con mà xin làm sao. Bảo thì chiều nay dâng lễ đi rồi xin Chúa chữa lành cho, ban bình an cho con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bệnh tật nó là, trước khi bệnh tật thì nó cũng sẽ gây cho chúng ta những cái tâm trạng, những cái tâm lý mà cho chúng ta thiếu bình an. Chính vì thế mà chúng ta phải thấy rằng là phải cầu nguyện nhiều để trong những lúc khó khăn chúng ta giữ được tâm hồn bình tĩnh. Nó thật sự chứ các thánh tử đạo Việt Nam là tuyệt vời ha. Các ngài đi ra chúc pháp trường mà rất là bình an đối diện với tất cả. Thế thì trong chúng ta không có giữ bình an được đâu. Vì thế chúng ta phải cầu nguyện nhiều, xin Chúa ban nhiều ơn và tích nhiều cái ơn vào. Nhờ ơn Chúa giúp thì chúng ta mới bình an, và bình an trước bệnh tật và bình an trước cả cái chết. Rồi, đấy là cái ý nha. Cầu nguyện cho nhiều người. Con nói thật sự, con nói thế chứ con cũng bấn loạn khi mà, không phải là bấn loạn quá, nhưng mà đại khái là mình cũng cứ hay nghĩ ngợi ấy này. Đấy. Thế thì xin Chúa cũng giúp sức cho tất cả chúng ta, gìn giữ chúng ta. Nếu giả như chúng ta có mắc bệnh thì xin cho chúng ta cũng vẫn giữ được một cái tâm hồn bình an để đọc kinh cầu nguyện, phải không? Rồi cái tâm tình thứ hai đó là tâm tình lời Chúa ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta được lắng nghe lại phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cả ba tin mừng này, Matthew, Marco, Luca đều thuật lại phép lạ này cùng một nội dung. Mà hôm trước thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau, đó là cho đi thì dễ hay khó. Và chúng ta cũng đã thấy là thầy Thuấn trả lời là khó. Tất cả chúng ta đều cảm thấy cái điều đó. Chính vì thế mà chúng ta phải tập tành ngay từ nhỏ thì chúng ta mới có thể cho đi được. Và trong bài tin mừng này, theo tin mừng của Thánh Matthew, thì con xin được chia sẻ ở một cái khía cạnh khác. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đám đông dân chúng bơ vơ rồi vất vưởng theo Chúa, thì các môn đệ cũng cảm thấy thôi thì cho họ về làng mạng, họ tự kiếm cái gì họ ăn, bởi vì Chúa cũng biết là mình không có cái gì cả. Thế thì là họ mới nói với Chúa Giêsu vậy, thì Chúa Giêsu bảo rằng là họ không cần phải đi đâu hết, chính anh em phải cho họ ăn. Thì chính các môn đệ cũng nói là chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thì lấy đâu mà cho họ ăn. Thì đây cũng là một cái, có lẽ là 100 người thì đủ, 100 người đều có cái ý như thế này. Khi mà chúng ta nói rằng phải lo cho những lo cho người nghèo ăn, thì chúng ta bảo trời ơi, nhà con còn không đủ, lấy đâu mà cho họ ăn, phải không? Thế thì Chúa cũng biết là chúng ta có bao nhiêu, Chúa cũng biết là sức của chúng ta cũng không thể. Nhưng trong bài tin mừng này hôm nay thì con muốn xin chia sẻ một cái cạnh là không chỉ là chia cơm xẻ áo cho những người đói khát, mà cái điều còn quan trọng hơn nữa Chúa muốn chúng ta đó là gì? Không chỉ là chia cơm xẻ áo cho những người đói khát, mà điều quan trọng hơn nữa Chúa muốn nơi chúng ta là hãy biết xót thương. Đấy, cái này mới là cái quan trọng, đây mới là yếu tố. Nếu chúng ta có tấm lòng người ta đưa ra cái ví dụ ấy, bây giờ mình đói gần chết, mình chỉ có một cái bánh thôi, mà lúc đó cũng có một người cũng gần chết xin chúng ta, thì bây giờ chúng ta thế nào? Thì nó có ba hướng giải quyết thôi. Một là tôi cũng đói gần chết rồi, tôi cũng cần phải ăn chứ, làm sao mà tôi chia sẻ cho anh được. Cái thứ hai, bẻ ra làm đôi, ông một nửa, tôi một nửa, coi như là cũng tương đối. Và cái thứ ba là cho hết, thôi nhường cho anh ăn đi. Thế thì cái nhường này đó, nó là cái hình ảnh của người mẹ đấy. Thương con, thương con, thì đây là cái điều mà Chúa muốn. Còn hơn cả cái chia cơm chia bánh, điều mà Chúa muốn hãy biết xót thương.
như cha anh em là đấng thương xót. Khi trong lòng chúng ta có sự thương xót như Chúa thì tự nhiên là chúng ta có thể làm được.